Thực vị trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2018 tại các chợ ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tràn ngập những loại mứt không nhãn mát, không bao bì, không hạn sử dụng và đủ loại màu sắc. Tại những khu chợ ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các gian hàng bánh Tết tràn ngập hàng trăm loại mứt đầy màu sắc, đựng trong đủ loại bao bì. Những tiểu thương bán bánh kẹo trong dịp Tết cho biết, lượng mứt bán ra tăng mạnh bắt đầu khoảng một tháng trước và đây cũng là lúc cao điểm bán sỉ cho khách hàng chuyển đi tỉnh với số lượng gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Trong đó thì tiêu thụ mạnh nhất là loại mứt dừa với giá từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg và mứt gừng 110.000 đồng tới 120.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó thì những loại mứt hồng, mứt khoai, mứt bí cũng được khách hàng mua nhiều. Tuy nhiên hầu hết các loại mứt đều không có bao bì, không dán nhãn mát, không nguồn gốc xuất xứ. Trước tình hình này thì Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm Tết. Hơn 200 cán bộ được điều về phối hợp cùng các quận huyện để kiểm tra chất lượng hàng hóa bán ra trong dịp Tết này.